Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, bàn thờ tổ tiên chính là nơi để con cháu tưởng nhớ và tỏ lòng tôn kính với đấng sinh thành, gia tiên và những người trong gia đình đã khuất. Chính vì vậy mà việc thờ cúng tổ tiên là tín ngưỡng và là phong tục có từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam. Bàn thờ là nơi hội tụ linh khí và mang đến ý nghĩa tâm linh vô cùng sâu sắc. Do đó, việc bài trí trên bàn thờ sao cho hợp phong thủy là hết sức quan trọng mà gia chủ nào cũng cần phải biết. Việc bài trí trên bàn thờ như thế nào mới là đúng? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đầu tiên, đối với khám thờ, ngài thờ. Đối với gia đình có nhiều thế hệ, khảm thờ có vai trò đặc biệt trong không gian thờ cúng. Khảm thờ thường được làm bằng gỗ và được trang trí hoa văn cầu kỳ và được khuyên nên đặt trong cùng và sát vào tường. Những gia đình có dùng ngai thờ để làm phần thay thế cho khảm thờ nên có thiết kế nhỏ hơn và gia chủ chỉ cần đặt bài vị tượng trưng cho tổ tiên ở bên trong là được. Đối với ảnh thờ, theo văn hóa của người phương Đông và trong đó có người Việt thì việc thờ cúng mang một ý nghĩa tâm linh rất lớn. Bởi vậy, mỗi đồ vật trên gian thờ đều được quan tâm về vị trí, sắp xếp sao cho cân đối và có sự trang nghiêm nhất. Nhiều người thường nghĩ rằng việc đặt di ảnh trên bàn thờ là xong, nhưng lại không hiểu hết ý nghĩa của nguyên tắc sắp xếp để việc thờ cúng thêm hiệu quả. Chính điều này đã vô tình vướng phải các điều cấm kỵ khiến cuộc sống và công việc không được suôn sẻ. Di ảnh của người đã khuất nên đặt ở trong bàn thờ và đặt sau bát hương để cúng bái người đã khuất. Bên cạnh đó, các đồ vật khác như nến, hoa, mâm lồng cũng cần được sắp xếp gọn gàng và cân đối nhất, mang đến tính phong thủy. Khi thờ cúng tổ tiên, bạn nên đặt di ảnh của người mất dựa theo quy tắc nam tả, nhị hữu, tức là nam trái, nữ phải. Nói một cách dễ hiểu hơn về cách treo ảnh thờ, gia chủ cần đặt di ảnh của ông về phía bên trái và di ảnh của bà về phía bên phải, dựa theo hướng từ trong bàn thờ nhìn ra bên ngoài. Còn nếu nhìn theo hướng của chủ nhà khi đặt lễ thì bên đặt ngược lại, ảnh thờ của ông sẽ được đặt ở bên phải và ảnh thờ của bà sẽ được đặt ở bên trái gia chủ. Nếu gia đình bạn là gia đình có nhiều thế hệ và thờ cúng gia tiên tiền và tiền tổ thì quy tắc này vẫn được áp dụng. Nhưng bạn nên chia thứ cấp bậc từ trên cao xuống thấp, phía trên là tổ tiên, sau đó đến ông bà và bề dưới. Ngoài ra, bạn cũng nên đặt kích thước ảnh thờ sao cho cân đối và phù hợp với không gian thờ. Bạn tuyệt đối không được đặt ảnh thờ lệch và ngang hàng với bát nhang và không được để ảnh thờ dính bụi bẩn. Tóm lại, khi thờ cúng tổ tiên và những người đã khuất, bạn nên thực hiện theo các nguyên tắc phong thủy, theo đúng vị trí cách sắp xếp ảnh trên bàn thờ gia tiên. Hơn nữa, đối với vấn đề tâm linh này, điều cốt lõi và cần thiết nhất là sự thành tâm. Khi có sự thành tâm, gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình sẽ có được sự hạnh phúc và yên tâm hơn về không gian thờ cúng. Đối với bát hương, trước đây, việc bài trí bát hương trên bàn thờ chỉ đơn thuần mang giá trị tinh thần về truyền thống văn hóa của nước ta, về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Nhưng đến ngày nay, theo các nhà phong thủy thì việc đặt bát hương trên bàn thờ đúng chuẩn sẽ đem đến nhiều điều may mắn và tốt lành cho gia chủ trong cuộc sống. Tùy theo bàn thờ của mỗi gia đình, mỗi vùng miền thì việc đặt bát hương trên bàn thờ là khác nhau. Nếu miền Bắc sẽ sắp xếp 3 bát hương trên bàn thờ thì miền Nam lại sắp xếp từ 3 đến 5 bát hương. Trong phong thủy, mỗi bàn thờ gia tiên tốt nhất là nên có 3 bát hương. Tín ngưỡng của ông bà ta để lại thì thông thường gia chủ nên bày bát hương theo số lẻ và con số được chọn nhiều nhất vẫn là con số 3. 3 bát hương được bày trí tại các vị trí khác nhau và thể hiện được ý nghĩa tâm linh khác nhau.
Các bát hương này dùng để thờ thần linh, tổ tiên và thờ cô tổ, ông Mãnh. Thực tế, có nhiều gia đình cho rằng việc thờ nhiều bát nhang sẽ thể hiện được lòng thành kính của mình. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến bàn thờ gia tiên trở nên chật chội hơn và nếu không bài trí đúng sẽ phạm phải các lỗi cấm kỵ trong phong thủy. Điều này đã vô tình làm giảm đi sự may mắn cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình. Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia phong thủy lại khuyến khích việc thờ ba bát hương trên bàn thờ gia tiên. Bởi ba bát hương này có vị trí và ý nghĩa tâm linh khác nhau. Bên cạnh việc đặt ba bát hương mang đến sự may mắn và tài lộc, thì ba bát hương lại là nơi thờ cúng đầy đủ nhất. Trong quan niệm xưa, cha ông ta chia việc thờ cúng thành ba cấp bậc khác nhau, đó là bát hương thứ nhất là Phật. Phật chính là đại diện cho sự bình an và yên ổn trong cuộc sống. Phật giúp con người ta hướng thiện, hóa giải mọi điều xấu xa trong cuộc sống và hướng cho gia chủ đến những điều thanh thản nhất trong tâm hồn. Bát hương thứ hai là thần. Mỗi gia đình đều có thần linh cai quản, bảo vệ và đem đến những điều tốt đẹp với gia đình. Các vị thần này sẽ bao gồm thổ công, thổ địa, long mạch, tiền chủ, hậu chủ. Bát hương thứ ba là gia tiên. Gia tiên tiền tổ chính là thế hệ đi trước trong gia tộc và dòng họ. Tập tục thờ cúng gia tiên là truyền thống lâu đời của dân tộc ta. Điều này không chỉ thể hiện được sự kính trọng của con cháu mà còn bày tỏ được tâm nguyện của gia chủ. Hiện nay, có rất nhiều gia đình thờ một bát hương trên bàn thờ chính. Tuy nhiên, đây là điều không nên vì các vị thần và tổ tiên không thể ngự trị cùng một bát hương được. Điều này như là một sự bất kính với bề trên và phạm phải các điều cấm kỵ. Do đó, bạn cần hết sức lưu ý. Đối với đèn thái cực thường được đặt tại chính giữa bàn thờ và phía dưới của khám thờ. Loại đèn này luôn phải được phát sáng trong không gian thờ. Tốt nhất, bạn nên sử dụng đèn hoạt động bằng điện thay cho bằng dầu. Trong dân gian, người ta vẫn thường quan niệm là thái cực sinh ra lưỡng nghi, cho nên trên bàn thờ nên có lưỡng nghi, tức cặp chân nến. Sau đó, bạn cần phải dùng đèn thái cực. Loại đèn này thường được gia chủ đặt tại hai góc bên ngoài của bàn thờ như thể hiện ánh sáng của mặt trời và của cả mặt trăng. Đối với lọ hoa và mâm hoa quả, bình cắm hoa cần được đặt ở phía bên trái và mâm ngũ quả nên được đặt tại phía bên phải và được tính từ phía trong của bàn thờ nhìn ra ngoài. Theo các nhà phong thủy thì hướng này là hướng thuận theo khí vượng đem đến những điều may mắn. Bộ đỉnh hương. Tùy theo điều kiện của bạn mà bạn có thể xác định có đặt đỉnh hương trên bàn thờ hay không. Bộ đỉnh hương thường có 3 phần và được đặt phía sau bát hương. Lư đồng sẽ có vị trí ở giữa và nến đồng cùng hạt sẽ được đặt cân xứng hai bên. Bộ đỉnh hương này thường được dùng để đốt trầm vào những ngày lễ Tết để đem đến không gian thờ thêm trang trọng và linh thiêng. 3 chén nước sạch. 3 chén nước sạch thường được dùng để đựng rượu hoặc nước sạch trong mỗi dịp cúng bái và vào các ngày rằm. Chén nước này cần được đặt phía trước bát hương trên bàn thờ. Hoành phi, câu đối. Việc lựa chọn hoành phi và câu đối trên bàn thờ không phải là bắt buộc nên bạn có thể lựa chọn hay không cũng không ảnh hưởng. Nếu có thể, bạn nên chọn các cuốn thư Đức Lưu Quang thể hiện ý nghĩa Đức Sang lưu giữ muôn đời hoặc Đại Tự Tích Thiện Sư Khánh, có nghĩa là tích thiện có nhiều phúc. Hiện nay có nhiều câu đối hay và ý nghĩa nên bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp nhất. Trong quá trình lựa chọn này, bạn nên ưu tiên các câu đối mang ý nghĩa đến tài lộc và vượng khí cho gia chủ. Quý vị thân mến, phần đầu tiên của chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ cách sắp xếp bàn thờ đúng nhất. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin lưu ý đến quý vị những vị trí mà bàn thờ không được phép đặt để tránh bị thần linh và tổ tiên quở trách. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, tuyệt đối không nên đặt bàn thờ đối diện với cửa chính và cổng chính của ngôi nhà. Bàn thờ chính là nơi để thờ cúng tổ tiên, cũng là nơi để con cháu nhớ về cội nguồn của mình và hy vọng cho những điều may mắn trong tương lai. Bởi thế mà, đây chính là sợi dây kết nối của con cháu với những người đã khuất. Không gian thờ cúng này
chính là nơi dừng chân và yên nghỉ của tổ tiên nên luôn phải đề cao sự yên tĩnh và thanh tịnh. Chính vì thế mà bạn cần lựa chọn không gian thờ kín đáo và có ít người qua lại, nên bạn hãy hạn chế đặt tại những vị trí như đối diện với cửa chính hay cổng nhà. Theo quan niệm phong thủy, khi gia chủ đặt bàn thờ đối diện với cửa chính sẽ gây bất kính với bề trên. Khi bước từ ngoài vào trong, bàn thờ sẽ là vị trí đầu tiên thấy được. Chính vì thế mà sẽ làm mất đi sự linh thiêng và tôn kính. Ngoài ra, khi gió thổi vào nhà, bàn thờ gia tiên sẽ dễ dẫn đến đón nhiều sát khí ở bên ngoài, làm ảnh hưởng không nhỏ đến bát hương, khiến linh khí tốt sẽ không tụ được. Thứ hai, không nên đặt bàn thờ đối diện với cửa của phòng ngủ. Một điều vô cùng cấm kỵ khi để cửa phòng ngủ đối diện với bàn thờ, điều này sẽ vô tình gây ra sự thất lễ đối với bề trên, sẽ đem đến những điều kém may mắn. Hơn thế nữa, vị trí này sẽ làm mất đi sự trang trọng vốn có của một không gian thờ. Bên cạnh đó, khi bạn thiết kế phòng ngủ đối diện với không gian của bàn thờ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn cũng như những thành viên có thể có trong phòng ngủ. Có thể nói như vậy là vì chính mùi khói hương sẽ dễ dàng xâm nhập vào trong, khiến cho căn phòng trở nên ngột ngạt, ám mùi và gây đến tình trạng khó thở. Thứ ba, không nên đặt bàn thờ đối diện với cửa của nhà bếp. Phòng bếp lại là nơi diễn ra nhiều hoạt động của gia đình. Đây chính là vị trí dùng để nấu nướng và thường phát ra những tiếng động gây ồn ào từ nồi niêu và tiếng trò chuyện của gia đình. Cũng bởi vậy mà gian thờ sẽ mất đi sự yên tĩnh cần có. Hơn nữa, phòng bếp cũng là nơi nấu ăn nên sẽ bị ám mùi của thức ăn, mùi mắm, dầu mỡ. Khi phòng bếp đối diện với phòng thờ sẽ dễ gây tình trạng bị ám mùi. Chính điều này đã vô tình đánh mất đi không gian thoáng đãng và trong lành của gian thờ. Bởi vậy, khi lựa chọn vị trí đặt bàn thờ, bạn nên hết sức lưu ý. Thứ tư, không nên đặt bàn thờ đối diện với cửa của nhà vệ sinh. Tất nhiên, ai trong mỗi người đều biết rằng nhà vệ sinh và phòng tắm là nơi có chứa nhiều vi khuẩn nhất trong ngôi nhà. Đây cũng chính là nơi để thải ra những chất ô uế, nên tuyệt đối không được gần với những nơi linh thiêng trong gia đình. Chính việc đặt bàn thờ tại vị trí đối diện với cửa phòng vệ sinh sẽ tạo điều cho vi khuẩn xâm nhập vào gian thờ. Hơn nữa, các luồng âm khí có trong nhà vệ sinh cũng sẽ khiến cho không gian linh thiêng bị ô uế và có thể làm giảm đi vượng khí trong nhà bạn. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng không ít đến tài vận và sức khỏe của các thành viên. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.